Kính thưa quý vị và các bạn, bữa nay chúng ta có hai cái toa châm, một cái toa liên quan đến thận và một cái toa liên quan đến bàng quang. Tôi gom hai cái toa này để chúng ta cùng thảo luận. Thận và bàng quang chính là biểu lý của ngũ hành. Chữa cho thận thì trong cái toa chữa thận thì chúng ta thấy là chữa cho thận riêng, bàng quang chúng ta chữa cho bàng quang riêng. Thế nhưng mà tôi tổng gom hai cái đó lại để cùng ổn định lại thận và bàng quang nha quý vị. Thì trong cái toa thận thì chúng ta thấy có hai huyệt, huyệt thứ nhất là huyệt Thái Khê và huyệt thứ hai là huyệt Thận Du. Bây giờ tôi đưa hai cái toa này vào trong cái bảng lục khí của chúng ta. Thì trong cái hai cái huyệt ở trên trung tâm thì chúng ta chỉ có chọn một mà thôi, tức là huyệt Thái Khê, và Thận Du thì chúng ta loại bỏ bởi vì nó thuộc về bối du huyệt của thận, chính là A Thị huyệt. Bây giờ chúng ta có ở trên kinh thận, chúng ta có huyệt Thái Khê. Trong cái toa của bàng quang cũng có huyệt Thái Khê. Thì bây giờ chúng ta thấy là ở trong cái toa kinh bàng quang thì chúng ta có bàng quang du, âm lân tuyền và trung cực. Thì ở đây chúng ta loại bỏ bàng quang du, tức là về bối du huyệt của kinh bàng quang, và đồng thời mộ huyệt của bàng quang là trung cực, chúng ta cũng loại bỏ. Chúng ta chỉ chọn một huyệt nữa, tức là huyệt âm lân tuyền. Thì huyệt âm lân tuyền là huyệt hợp của kinh tỵ. Bây giờ chúng ta quân bình hai cái huyệt này. Đối với du huyệt, lạc huyệt và khích huyệt thì chúng ta nên lấy cái bộ đối xứng. Tức là ở trên kinh thận du huyệt của nó sẽ nằm ở đối xứng, tức là bộ hoạt. Thì ở trên kinh thận có huyệt du, thì ở trên kinh tâm bào hoặc là ở vị chúng ta sử dụng du huyệt. Nếu chúng ta sử dụng túc châm thì chúng ta lấy thận và vị. Nếu chúng ta sử dụng âm châm thì chúng ta sẽ lấy thận và tâm bào. Bây giờ chúng ta lấy túc châm nha. Thì Thái Khê nó sẽ đi đến huyệt du trên kinh vị, tức là huyệt tam cốc. Chúng ta quân bình xong rồi. Bây giờ chúng ta nói đến huyệt âm lân tuyền. Khi nói đến hợp của kinh âm thì chúng ta phải quân bình nó trước cái đã, rồi chúng ta mới nói chuyện tiếp. Thì huyệt âm lân tuyền là huyệt thành hỏa, như vậy nó sẽ vào hỏa. Vì nó thuộc về túc cho nên chúng ta lấy túc ở đây ở dạng túc châm. Chúng ta nếu chúng ta lấy âm châm thì chúng ta sẽ lấy tâm bào. Ở đây vừa rồi chúng ta kết hợp túc châm thì ở trên kinh tỳ âm lân tuyền là huyệt túc hành hỏa. Như vậy chúng ta sẽ dùng huyệt ở trên kinh vị, tức là huyệt thành thổ. Thì ở trên kinh vị tĩnh huyệt của nó là huyệt lệ đoài. Thì chúng ta sẽ thấy rằng các huyệt hợp ở kinh âm nó sẽ nối với huyệt tĩnh của kinh dương. Đây là ngoại kết. Thí dụ như quý vị sử dụng huyệt hợp của kinh can, nó thuộc về hành thử, thì như vậy nó sẽ là huyệt tĩnh của kinh động. Nếu quý vị sử dụng huyệt hợp của kinh thận là hành kim, thì chúng ta sẽ sử dụng tĩnh của bàng quang. Nếu quý vị sử dụng hợp của tâm bào thuộc mộc thì quý vị sử dụng tĩnh của tam tiêu, tức là hợp kinh âm nó sẽ đi tĩnh kinh dương. Đây là ngoại kết. Hợp của kinh phế hành thổ thì như vậy tĩnh của đại trường. Hợp của kinh tâm hành thủy, như vậy tĩnh của nó sẽ là tiểu trường. Thì chúng ta có một cái nhìn. Nào bây giờ chúng ta quân bình nó xong rồi, thì bây giờ quý vị xét xem lấy cái nào làm chủ kinh. Đó. Thì bây giờ để kết hợp cái phần này và để cho rõ ràng, trong ngũ hành thì chúng ta có hai huyệt, một thận một tỳ, để chữa vào thận và bàng quang. Chúng ta quân bình nó thì chúng ta sẽ thấy có thêm ở trên kinh vị. Như vậy chúng ta có thấy thủy hỏa có huyệt và thổ có huyệt.
Bây giờ vì thủy hỏa có nhu thì chúng ta theo cách một, chúng ta sẽ kiếm du huyệt nữa, đúng không? Thì chúng ta thấy ở đây có huyệt thì chúng ta cho du vào đây, thì như vậy hai cái này nó sẽ không có du, thì đây sẽ là chủ kinh không có du, mà chủ kinh ở đây là nó chính là phụ kinh nha, phụ kinh không du, đúng không? Chủ kinh có du, chủ kinh có du và phụ kinh không du. Nếu chúng ta cho rằng ở đây không có du thì chúng ta sẽ thêm du ở tại thổ thở. Ở đây là túc châm cho nên chúng ta sẽ có du huyệt túc lâm cách và du huyệt thái bạch, nắm chưa? Đây là chúng ta áp dụng theo phương pháp một chủ kinh không du, nó sẽ là kim mộc, nắm chưa? Rồi bây giờ chúng ta có cái nhìn như vậy nha. Bây giờ chúng ta đưa thời châm vào luôn, đưa thời châm vào để chúng ta xác định cái gì. Chúng ta sẽ lấy điểm mạnh nhất, cao nhất và chúng ta đưa vào đây để chúng ta quyết định một cách rõ ràng. Ngày hôm nay là ngày 3 tháng 12 thì chúng ta có năm là năm Bính Thân, tháng là tháng Canh Tý, ngày là ngày Kỷ Mùi và giờ là giờ Kỷ Tỵ. Bây giờ chúng ta tính cái năm thì chúng ta thấy năm chúng ta có chu kỳ của 10 năm và chu kỳ của 1 năm. Bây giờ tôi sẽ vẽ hình cái bảng tử vi ra đây. Đồng thời tôi sẽ vẽ cái bảng điểm và bảng mặt lý. Chúng ta tính điểm. Bây giờ cái năm Bính Thân chúng ta sẽ có chu kỳ của nó. Đây là Bính Thân. Chúng ta thấy nó thuộc về cái vòng của cái nào? Giáp Ngọ, tức là bộ hỏa, đúng không? Ok, chúng ta sẽ lấy hỏa. Chu kỳ của 10 năm nó đi vào bộ hỏa. Ở đây là Giáp Ngọ. Chu kỳ của 1 năm nó sẽ được tính là ở trên kinh Tam Bảo, phải không? Nó sẽ là du huyệt tỉnh Vinh Du. Chúng ta ghi cái huyệt ra đây thì ở đây nó sẽ là huyệt Đại Lăng. Như vậy hỏa sẽ được 1 điểm, đúng không? Thủy sẽ được 2 điểm. Hỏa được 1 điểm, thủy được 2 điểm. Đến đây quý vị sẽ thấy nó xuất hiện cái huyệt Đại Lăng, nó nằm ở trên kinh Tam Bảo. Đây là du huyệt. Thế thì du huyệt Hàm Cốc nó có khế hợp không? Nó có khế hợp du huyệt không? Có. Như vậy là huyệt này ở đây Đại Lăng là huyệt chủ của 1 năm, nắm chưa? Rồi, bây giờ chúng ta đến tháng. Tháng Canh Tý, chúng ta có chu kỳ của 10 tháng và 1 tháng. Ở đây là Canh Tý. Chúng ta tính Quý Nhâm Tân Canh Thủy Mậu Đinh Bính Ất Giáp, nó thuộc về Giáp Ngọ. Nhưng khi chúng ta đưa cái kinh Tâm Bảo Lạc vào đây thì chúng ta tính nếu nó vượt qua cái huyệt hợp của kinh Tâm Bảo thì nó sẽ chuyển qua cái chu kỳ của kinh Tâm Tiêu, đúng không? Chúng ta xem là tỉnh của Tâm Bảo Vinh Du Kinh Hợp, như vậy là nó qua cái huyệt hợp của kinh Tâm Bảo rồi thì nó qua đến huyệt tỉnh Vinh của kinh Tâm Tiêu, mà kinh Tâm Tiêu nó thuộc về bộ mộc, đúng chưa? Thì như vậy là chu kỳ của 10 tháng nó thuộc về mộc. Và chu kỳ 10 tháng thuộc về bộ mộc, như vậy 3 điểm nằm đây.
Bây giờ chúng ta tính huyệt thì nó là huyệt vinh của kinh Tâm Bào, tức là hành là thổ. Vinh của Tam Tiêu, xin lỗi, vinh của Tam Tiêu là huyệt thổ, là huyệt diệt môn. Chúng ta ghi tên huyệt vào đây nhé, diệt môn. Huyệt diệt môn hành thổ, như vậy nó sẽ đi vào bộ thổ, đúng không? Mà huyệt của nó là huyệt trên huyệt vinh diệt môn. Huyệt diệt môn nó có tác dụng trong một tháng. Như vậy là trong tháng này, trong tháng này âm lịch, quý vị sử dụng huyệt diệt môn, nó có tác dụng rất là cao, mà điều chỉnh luôn cho tất cả các bệnh, không riêng gì thận, bàng quang bệnh. Quý vị nắm điều này. Cũng giống như là huyệt đại lang. Huyệt đại lăng là huyệt chủ cho năm. Thì trong năm này thì quý vị sử dụng huyệt đại lăng. Nắm chưa? Trong một tháng thì quý vị sử dụng huyệt diệt môn, trong một năm quý vị sử dụng đại lăng. Bây giờ chúng ta qua cái chu kỳ của ngày. Ngày thì chúng ta có 10 ngày và 1 ngày. À, 4 điểm. 4 điểm nằm ở tại thổ. Mộc. Thổ. 4 điểm tại thổ nha, tại vì cái hành của nó là hành thổ. Bây giờ chúng ta qua chu kỳ của 10 ngày là ngày Kỷ Mùi. Kỷ Mùi, chúng ta tính quý nhân đang canh Kỷ Mậu Đinh Bính Ất Giáp, như vậy nó thuộc chu kỳ của Giáp Dần. Chúng ta tính nếu mà Giáp Dần tức là thuộc kinh, kinh gì? Kinh Tâm, bộ thử. Thì chúng ta sẽ lấy khởi của tỉnh của Kinh Tâm, tỉnh Vinh Du Kinh Hợp. Như vậy nó qua cái kinh Tiểu Trường, đúng không? Nó qua kinh Tiểu Trường. Như vậy chu kỳ của 10 ngày nó thuộc về bộ thủy. Đúng không? Kinh Tiểu Trường thuộc về bộ thủy. Như vậy là chúng ta sẽ được 5 điểm ở bộ thủy. Là chu kỳ của 10 ngày. Bây giờ chúng ta tính cái huyệt của một ngày. Một ngày nó thuộc về huyệt tĩnh của kinh Tiểu Trường, đúng không? Huyệt tĩnh của Tiểu Trường, phế nè, tĩnh Vinh Du Kinh Hợp, tĩnh của Tiểu Trường. À, xin lỗi, đại trường đúng không? Phế nó đi với đại trường, không phải Tiểu Trường. Ở bộ thủy. No, tôi bị nhầm chỗ này. Hả? Giáp Dần là Kinh Tâm. Kinh Tâm. À, Kinh Tâm chứ không phải Kinh Phế, phải không? Kinh Thử, dạ, Kinh Tâm. Ok, đúng rồi. Như vậy là Kinh Tâm của nó là tính của Kinh Tâm. Là hành thử. Hành thử. Như vậy đây là huyệt thiếu trạch, đúng không? Huyệt thiếu trạch. Ok, rồi. Tính của cái chu kỳ của Giáp Dần tức là Kinh Tâm. Hết Kinh Tâm thì nó sẽ qua Tiểu Trường. Như vậy là Tiểu Trường chính là bộ thủy. Bộ thủy nó vừa được 5 điểm ở đây. Nó sẽ đi vào một ngày. Một ngày tức là tĩnh huyệt của Tiểu Trường. Rồi, tĩnh huyệt của Tiểu Trường tức là huyệt thiếu trạch. Ở đây chúng ta có huyệt thiếu trạch. Nắm chưa? Huyệt thiếu trạch là huyệt vận hành trong một ngày hôm nay. Nếu bệnh nhân đến ngày hôm nay
chúng ta sẽ sử dụng huyệt thiếu trạch. Hả? Huyệt thiếu trạch thành thử. Huyệt thiếu trạch thành thử. Năm điểm là bộ thử. Sáu điểm. Sáu điểm là bộ thử. Là 10 ngày đó thôi. Là chu kỳ của một ngày. Một ngày nó đi về huyệt thiếu trạch thành thử. Như vậy nó sẽ đi vào bộ thử của một ngày. Sáu điểm, nó vô sáu điểm. Năm điểm nó đi vào bộ thủy. Sáu điểm nó đi vào bộ thử. Bây giờ chúng ta qua cái giờ thì chúng ta có chu kỳ của 10 giờ và 1 giờ. Giờ bây giờ là giờ kỷ tỵ, đúng không? Thì chúng ta sẽ tính cái kỷ tỵ nằm ở đâu trong bảng tử vi. Ở đây là kỷ tỵ. Chúng ta tính quý nhân thân canh kỷ mậu đinh bính ất giáp. Nó thuộc về giáp tý. Giáp tý thì nó khởi từ kinh thập, đúng không? Chúng ta sẽ tính tính vinh vô kinh hợp. Nó sẽ qua cái anh bằng quan. Tính của bằng quan. Như vậy là chu kỳ của 10 canh giờ nó đi vào kinh bằng quan, tức là bộ kim. Bộ kim lúc này sẽ được 7 điểm. Bây giờ chúng ta tính theo cái giờ. Giờ của nó đi vào tỉnh của kinh bằng quan, tức là hành thủy. Như vậy là bộ thủy nó sẽ được 8 điểm. Tỉnh của bằng quan tức là huyệt chi âm. Huyệt chi âm là huyệt tĩnh trên kinh bằng quan. Như vậy chúng ta có huyệt chi âm nằm đây. Đến đây quý vị nắm chưa? Hả? À, tĩnh huyệt hành thủy, tĩnh huyệt chi âm hành thủy. Quý vị nắm này chưa? Có cần tôi nói lại không? Nói lại lần nữa nha. Chúng ta có chu kỳ của 5, 10 năm và 1 năm. 10 năm thì năm nay là năm Bính Thân, nó sẽ thuộc về bộ hỏa, đúng không? Rồi chúng ta đi vào một huyệt của một năm thì nó sẽ đi vào huyệt Đại Lăng. Huyệt Đại Lăng này là huyệt du ở trên kinh Tâm Bảo Lạc, là nó thuộc về hành thủy, đúng không? Như vậy là bộ thủy được 2 điểm. Rồi chưa? Rồi. Chúng ta qua tháng, tháng canh tí. Thì chúng ta cũng tính 10 tháng và 1 tháng. 10 tháng nó đi vào bộ mộc. 1 tháng nó đi vào huyệt dịch môn. Mà huyệt dịch môn thành thổ. Như vậy là bộ thổ sẽ được điểm tiếp theo là 4 điểm. Chúng ta qua chu kỳ của ngày. Thì ngày kỷ mùi thì chúng ta cũng phân định 10 ngày và 1 ngày. 10 ngày nó đi vào bộ thủy. Và 1 ngày nó đi vào huyệt thiếu trạch. Rồi, chúng ta có giờ 10 canh giờ thì nó đi vào bộ kim. Và 1 canh giờ nó đi vào huyệt chi âm. Đến đây, chúng ta thấy điều gì? Nếu chúng ta chọn 10 năm, 10 tháng, 10 ngày và 10 canh giờ thì nó đi vào cái bộ. Nó không đi vào huyệt, nó đi vào cái bộ. 10 năm nó đi vào bộ hỏa. 10 tháng nó đi vào bộ mộc. 10 ngày nó đi vào bộ thủy.
và 10 canh giờ nó đi vào bộ kinh. Chúng ta thấy là mộc là hỏa là kim và thủy, nó đi vào cái hệ của 10 năm, 10 tháng, 10 ngày và 10 canh giờ. Nhưng vào huyệt thì nó khác. Nó khác. 11 năm thì nó đi vào huyệt đại lăng. 1 tháng nó đi vào huyệt dịch môn. 10 ngày nó đi vào huyệt thiếu trạch. Và 1 canh giờ nó đi vào huyệt chi âm. Chúng ta có 4 huyệt căn bản: đại lang, dịch môn, chi âm và thiếu trạch. Nó đi vào cái hệ của 10 năm, 10 tháng, 10 ngày và 10 canh giờ. Nắm chưa? Rồi. Chúng ta tìm ra được 4 huyệt: đại lang, dịch môn, chi âm và thiếu trạch. Bây giờ tôi tố quý vị, cái bước tiếp theo chúng ta làm cân bằng mấy huyệt đó. Đúng. Chứ cái này là chúng ta tìm ra huyệt nhưng mà chưa quân bình. Bây giờ chúng ta quân bình nó. Đại lang chúng ta quân bình mới thay khe được chưa? Đúng rồi. Rồi, xong. Huyệt dịch môn thành thổ. Như vậy ở trên kinh Tỳ chúng ta sử dụng túc châm. Thì dịch môn là thành thổ, như vậy ở trên kinh Tỳ phải sử dụng huyệt thành mộc. Là huyệt thương cương. Quân bình xong dịch môn. Bây giờ chi âm hành thủy thì chúng ta sử dụng trên kinh thật là hành kim. Như vậy là huyệt hợp của kinh thật. Hành kim tức là chi là âm gốc. Rồi chưa? Rồi. Bây giờ chúng ta còn huyệt thiếu trạch. Thiếu trạch thành thử. Như vậy chúng ta chọn kinh đậm. Huyệt của nó sẽ quân bình với mộc. Thiếu trạch làm thử ở trên kinh đợp, chúng ta quân bình với thủy. Thủy huyệt của kinh đợp là huyệt dương phụ, kinh huyệt. Rồi chưa? Xong hết chưa? Chúng ta quân bình dịch môn rồi, đại lăng rồi, chí âm rồi và thiếu trạch rồi. Bước tiếp theo chúng ta lấy điểm, tổng số điểm. Đúng không? Tổng số điểm ở đây thì chúng ta thấy thủy hỏa được 16 điểm. Kim mộc được 10 điểm. Và thổ thử được 6 điểm. Đúng không? Thủy hỏa được 16 điểm. Kim mộc cộng hai cái này lại được 10 điểm. Và thổ thử được 4 điểm, đây là 10 điểm. Ở đây là được 4 điểm. Kim mộc 17 thế này. Kim mộc. Kim mộc được 3 với 7 là 10. 16. Đúng rồi. Đúng rồi, 10 điểm. Đúng rồi. Rồi, bây giờ chúng ta nhìn chúng ta sẽ thấy cái gì ở đây. Nếu lấy thủy hỏa làm chủ kinh không có du thì chúng ta sẽ được 16 điểm. Nếu lấy kim mộc không có du chúng ta được 10 điểm. Nếu lấy thổ thử không có du chúng ta được 10 điểm. Ở đây cái quy luật năm tháng ngày giờ chúng ta thấy bắt buộc thủy hỏa phải có du. Nắm chưa? Thế thì chúng ta sẽ chọn kim mộc không du và thổ thử không du, hoặc là kim mộc không du hoặc là thổ thử không có du. Bây giờ tôi hỏi quý vị, nếu kim mộc không du và thổ thử không du chúng ta được bao nhiêu điểm? Hai chục điểm. Nắm không?
chúng ta có hai cái tên, một là chủ kinh không du, hai là chủ kinh có du. Cái mà chúng ta đang tìm và đã tìm là thủy hỏa có du, trong đó kim mộc không có du và thổ thủy không có du. Thế thì chúng ta giữ cái tòa này thì chúng ta sẽ được điểm của kim mộc và thổ thủy cộng lại là được 20 điểm, rất là cao. Như vậy tòa này sau khi quân bình xong, chúng ta có được một cái kết luận là thủy hỏa phải có du, trong đó không cần thêm du của kim mộc và thêm du của thổ thử. Nắm chưa? Đây là chúng ta đang dùng cách 2 mà thủy hỏa đang có du, chúng ta giữ nguyên. Rồi bây giờ chúng ta đi tiếp nha. Chúng ta xem trong hệ 5 và hệ 10 năm, bây giờ chúng ta nói các huyệt đi, các huyệt thì huyệt Đại Lăng nó chi phối 10 năm. Hệ 1 tháng là nó đi vào huyệt Dịch Môn, một tháng nó đi về Thiếu Trạch, một ngày nó đi vào huyệt Thiếu Trạch, và một canh giờ nó đi vào huyệt Chi Âm. Rồi không, một ngày không muốn tính ngày tính tháng, một thôi tính. Nắm chưa? Tính 10 nữa nó vô. Rồi bây giờ có 4, chúng ta có một ngày, một canh giờ, một tháng và một năm. Bây giờ có 4 người, có 4 người nha, sử dụng 4 cách khác nhau. Người thứ nhất lấy canh giờ làm chính, người thứ hai lấy một ngày làm chính, người thứ ba lấy một tháng làm chính, và người thứ tư lấy một năm làm chính để điều trị bệnh. Ở đây chúng ta thấy không còn là bệnh của Thận Bằng Quang nữa, mà là bệnh căn bản, bất cứ các bệnh nào. Bây giờ nếu như một người mà họ chọn một canh giờ làm chính thì họ xử như thế nào? Tôi đố quý vị biết. Người thứ hai, nếu như một người đó mà người đó sử dụng cái hệ ngày, một ngày làm chính thì họ sử dụng như thế nào? Người thứ ba, nếu sử dụng tháng thì người ta sử dụng như thế nào? Và người thứ tư sử dụng năm thì người ta sử dụng nguyệt như thế nào? Đó, cái câu hỏi này nó chưa khiến chúng ta phải suy nghĩ. Bởi vì chúng ta đang thực hành để điều trị bệnh, cho nên chúng ta phải có một cái nhìn sâu và rộng hơn. Bây giờ nếu như quý vị sử dụng cái hệ của một canh giờ làm chính thì quý vị cho tôi biết thêm về chị. Chi âm là chánh, làm lấy chi âm giờ. Làm chánh nha, yeah. Lấy chi âm làm chánh. Nếu chọn giờ thì là lấy chi âm là chánh. Quý vị thêm việc gì? Chi âm là tĩnh nguyện của Bằng Quang, thì thêm tĩnh nguyện của chàng. Thì mình phải quân bình đó. Rồi mình lấy thêm khó thử. Ok. Yeah. Hỏi như vậy thôi thì để biết là quý vị thông đến đâu. Kỳ rồi tôi đã giảng rồi nhưng mà quý vị không để ý. Bây giờ tôi giảng lại chỗ này. Nếu quý vị lấy một canh giờ làm chính thì cái canh giờ tiếp theo quý vị sử dụng là gì? Vinh. Nếu bệnh nhân trong ngày hôm nay nha, mà họ đến chiều họ đến thì quý vị sử dụng huyệt gì? À, như vậy là huyệt chúng ta sử dụng là nó nằm ở trên kinh Bằng Quang. Đúng không? Nắm này chưa? Có nghĩa là người thầy đó, vị đó
lấy canh giờ làm nền tảng thì người đó phải đi hết kinh bằng quan. Tại vì nó liên quan đến 10 canh giờ cơ mà. Nắm chưa? Hiện bây giờ là